Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Lâm Đồng khó đạt kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt. Khó khăn tiêu thụ sầu riêng ở Đạ Oai. Khánh Hòa chăn nuôi an toàn sinh học trong mùa dịch. Bảo Lâm khẳng định vai trò của phụ nữ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 5, các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 7 của Quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến về luật đầu tư công sửa đổi, luật lực lượng dự bị động viên và dự án luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đã tham gia góp ý vào dự thảo luật đầu tư công sửa đổi. Dự án luật đầu tư công sửa đổi gồm 11 chương 106 điều, trong đó một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau như tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án, thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, thời điểm thông qua dự án luật. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu Quốc hội đã góp ý một số nội dung về nhóm vấn đề liên quan đến đối tượng dự án, nhóm vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục và nhóm vấn đề còn chưa thống nhất giữa các luật liên quan đến đầu tư công, dự án luật đầu tư công sửa đổi. Góp ý về dự thảo luật này, đại biểu Nguyễn Tạo, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, dự thảo luật lần này có phạm vi sửa đổi rộng, bổ sung nhiều các điều luật nên đã tháo gỡ được khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp hơn cho chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của chủ thể quản lý đầu tư công. Về chức năng quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quy định trong dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Tạo có ý kiến như sau. Tôi tha thiết đề nghị ban soạn thảo tiếp thu bổ sung chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điều 17 chương 2 về thẩm quyền và tại chương 5 các cơ quan hoạt động về đầu tư công trong dự án luật cho phù hợp và chặt chẽ. Đồng thời về phía giải thích từ ngữ thì tôi đề nghị bổ sung là các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư công thì đề nghị quy định rõ các cơ quan đó là được quy định ở điều 77 là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ có liên quan ở điều 79, 80, 81, 82 và các cơ quan có chức năng phản biện giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các điều 85, 86. Theo chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi trong ngày 13 tháng 6, một ngày trước khi kỳ họp kết thúc. Sáng nay 28 tháng 5 tại huyện Lạc Dương, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban đảng, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh như Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội, Ban Kinh tế Ngân sách và Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố đã có các bài tham luận về kinh nghiệm giải pháp cho việc nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra đối với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, v.v. Các tham luận đã chỉ ra những cách làm mới, sát với tình hình thực tế ở các cấp địa phương và bám sát quy định của luật, đảm bảo đúng quy trình thủ tục. Qua đó, chất lượng các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp đã không ngừng được đổi mới và ngày càng hiệu quả. Bên cạnh những mặt tích cực thì chất lượng của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, hoạt động của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân vẫn còn những hạn chế. Về cái chất lượng của đại biểu thì cũng về theo cơ cấu số lượng, do đó thì nó cũng chưa đồng đều. Rồi một số đại biểu thì trong các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thì cũng ngần ngại va chạm, nể nang, né tránh. Do đó là cái công tác mà chất vấn thảo luận thì cũng chưa được sôi nổi. Có những đại biểu thì có thể là từ đầu nhiệm kỳ đến giờ thì người ta cũng chưa đặt câu hỏi để mà chất vấn và những vấn đề về thảo luận. Do đó là cũng rất hạn chế đến cái hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Các tham luận cũng nêu thực tế ở các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, các ý kiến tham gia chỉ tập trung ở một số đại biểu là thủ trưởng các cơ quan. Nhiều đại biểu chưa bám sát thực tiễn và thiếu sự theo dõi, nắm bắt tình hình ở cơ sở, chưa thể hiện hết tâm huyết, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Việc chuẩn bị cho các kỳ họp đôi khi chưa chặt chẽ, khoa học, nên chưa đáp ứng được nguyện vọng về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Theo kinh nghiệm của một số địa phương, thì việc chuẩn bị kỹ các bước tổ chức cũng như công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong các kỳ họp Hội đồng Nhân dân và các kỳ tiếp xúc cử tri là rất quan trọng. Muốn nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân thì trước hết là phải chuẩn bị cái công cho cái kỳ họp thật là tốt, thật là chu đáo. Thứ hai nữa là các cần phải chú ý và nâng cao đổi mới cái hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Bởi vì tại các cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân thì cái nội dung chất vấn là một trong những cái nội dung rất quan trọng. Thì chúng tôi thấy rằng kinh nghiệm một số địa phương đấy là đổi mới cái cách chất vấn. Thì thông thường thì trước đây thì các cái nội dung chất vấn tại kỳ họp thì hầu hết các địa phương đều Hội đồng Nhân dân đều chuyển các cái nội dung chất vấn cho đại biểu mà được chất vấn. Nhưng hiện nay thì như Đức Trọng thì đã thực hiện chất vấn trực tiếp ngay tại kỳ họp, nêu những vấn đề nổi cộng bức xúc ngay tại kỳ họp để người được chất vấn như thế là trả lời trực tiếp. Đấy, như vậy là nó có hiệu quả hơn. Một vấn đề khác cũng được các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến sôi nổi đó là các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phải có bản lĩnh, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, cũng như nghiên cứu các văn bản pháp luật, các vấn đề liên quan đến thực tiễn của từng địa phương để đề cập, đề xuất thực trạng, giải pháp, đáp ứng những vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là các vấn đề nóng. Tránh tình trạng nắm vấn đề chung chung, trả lời chung chung mà không đưa ra được những câu trả lời dứt khoát. Đây cũng là một trong những nguyên do làm cho nội dung các kỳ họp Hội đồng Nhân dân không đi vào thực tế mà đôi lúc còn mang tính hình thức. Kết luận hội nghị, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng những kinh nghiệm này là hết sức quý báu cho các địa phương. Ông Ca Mát nhấn mạnh. Cần đổi mới nội dung và phương thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Sau tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng với lãnh đạo địa phương thống nhất các nội dung về ý kiến, kiến nghị của cử tri và lựa chọn nội dung cần chất vấn gửi đến thường trực Hội đồng Nhân dân cũng như việc góp ý các tờ trình nghị quyết nội dung kỳ họp. Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tăng cường giám sát công tác chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp, chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung đã được chuẩn bị chú đáo theo quy định. Đối với những nghị quyết quy định các chính sách có phạm vi tác động rộng, thời gian thực hiện dài, phải tổ chức thăm vấn ý kiến của nhân dân và các đối tượng chịu sự điều chỉnh trước khi trình Hội đồng Nhân dân. Ngoài ra, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, để Hội đồng Nhân dân thật sự là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri ở địa phương. Dù khẳng định được thương hiệu, nhưng việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sầu riêng Đạ Oai vẫn gặp nhiều khó khăn, là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay. Thông tin trên lĩnh vực du lịch. Cùng với khí hậu thiên nhiên ưu đãi, các điểm tham quan du lịch nghỉ dưỡng không ngừng đầu tư tôn tạo, cảnh quan, nên lượng khách đến và nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn tăng. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 5 ước đạt 540.000 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 42.000, khách lưu trú ước đạt 460.000 lượt khách. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 2.935.000 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 41% kế hoạch năm 2019. Trong đó, khách quốc tế là 209.000 lượt khách, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 1.985.000 lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2018. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Do quỹ đất dành cho đồng cỏ và chăn nuôi ngày càng thu hẹp, giá cả và đầu ra cho sản phẩm bò thịt còn bấp bênh, nên người chăn nuôi không mặn mà
thậm chí từ bỏ việc chăn nuôi bò thịt, nên kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt của tỉnh Lâm Đồng khó đạt được. Theo kế hoạch đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, thì hàng năm mức tăng trưởng của đàn bò phải đạt chỉ tiêu tăng khoảng 10%. Đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt 100.000 con. Tuy nhiên, cho đến nay, tổng đàn bò thịt của tỉnh Lâm Đồng chỉ phát triển được trên 86.000 con và mức tăng trưởng hàng năm không đạt chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu đàn bò lai đạt tỷ lệ 75% trên tổng đàn bò thịt là có thể đạt được, do hiện nay số lượng bò lai đã đạt khoảng 60.000 con, đạt khoảng 69,5% trên tổng đàn bò thịt. Các địa phương có đàn bò thịt phát triển mạnh đó là các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và một số huyện phía Nam. Được biết, nguyên nhân của việc không đạt kế hoạch đề án phát triển bò thịt là do quỹ đất dành cho trồng cỏ và chăn nuôi ngày càng thu hẹp, giá cả và đầu ra cho sản phẩm bò thịt còn bấp bênh, nên người chăn nuôi không mặn mà, thậm chí từ bỏ việc chăn nuôi bò thịt. Được biết, năm 2019, ngành chăn nuôi đề ra mục tiêu là phát triển đàn bò thịt đạt trên 89.000 con, tăng 4% so với 2018. Là địa phương có thế mạnh trong phát triển cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng, sản phẩm được công nhận thương hiệu. Để khẳng định sản phẩm, thời gian qua bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi giống, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng thị trường tiêu thụ. Thế nhưng, bài toán ổn định đầu ra cho sản phẩm này vẫn còn khó khăn. Ông Phan Văn Dược, xã Phước Lộc, huyện Đạ Hoai, là người tiên phong trong việc trồng, sản xuất và chế biến sầu riêng muối hạt lép. Mỗi năm, bình quân gia đình ông xuất bán trên 30 tấn sầu riêng thành phẩm cho thị trường. Tuy nhiên, điều mà ông Dược quan tâm đó là việc thu mua sầu riêng của cơ sở để chế biến đóng gói, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Tuy nhiên, vào mùa cao điểm thu hái, nhiều hộ nông dân thường nhận tiền đặt cọc trước, bán nguyên cả vườn. Cách làm này đã ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đạ Hoai. Thực tế bây giờ nhiều khi sầu riêng chưa đủ tuổi, tức là chưa đến già là có thể là người ta đã bán được rồi, mà bán giá vẫn cao. Từ anh em mà chế biến đây thì mua cũng rất là khó, bởi vì mình đòi hỏi chất lượng, mà trong khi đó thì người ta thương lái khác người ta không cần phải chất lượng, phải đến tuổi hay là phải thế nào. Hợp tác xã Hạ Lâm hiện đang sản xuất hơn 100 hectare sầu riêng. Với mục tiêu làm chắc, hướng đến sự bền vững, sản phẩm sầu riêng của hợp tác xã được công nhận truy xuất nguồn gốc. Thế nhưng thời gian qua, giá đầu ra sản phẩm vẫn chưa thể khẳng định được vị thế, chủ yếu vẫn bán trôi nổi ngoài thị trường. Mặc dù sầu riêng của hợp tác xã vượt trội về chất lượng so với các sầu riêng khác. Truy xuất nguồn gốc xong mà vẫn cứ bán hàng trôi nổi thì không có giá trị, truy xuất không có giá trị. Đậu Hoai chúng tôi đã có thương hiệu nhưng mà cái giá cả chúng tôi bao giờ cũng bằng một nửa. Bò Lộc có những nơi 100, có những năm 100 ngàn một ký, 80 ngàn ký, chúng tôi nhiều lắm thì được 40-45 ngàn ký. Thế đấy là cái thiệt hoài nhất của chúng tôi. Năm 2017, nhãn hiệu sầu riêng Đạ Hoai được cấp giấy chứng nhận. Ngay sau đó, một số hộ dân ở đây đã bắt tay trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với diện tích gần 70 hectare. Tuy nhiên, dù khẳng định được thương hiệu, nhưng việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sầu riêng Đạ Hoai vẫn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn sản phẩm sầu riêng bán cho thương lái trôi nổi ngoài thị trường. Cái đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp thì cũng chưa được hình thành theo cả cái chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Đó là cũng một cái điều hạn chế đối với nông nghiệp Đạ Hoai. Và hiện tại thì huyện đang tập trung để xây dựng các cái chuỗi giá trị sản xuất, đặc biệt đó là đối với cây sầu riêng. Đối với các hợp tác xã liên quan tới cái đầu ra sản phẩm thì trước hết đó là các hợp tác xã chúng ta đa số là mới thành lập, cái năng lực hoạt động có phần nào cũng còn hạn chế. Và hiện tại thì huyện đang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã về nhân lực, về các cái giải pháp hỗ trợ, đặc biệt đó là đang hỗ trợ các hợp tác xã tìm kiếm cái đầu ra cho sản phẩm, bảo đảm cái sản phẩm có đầu ra ổn định, đặc biệt là các cái thị trường theo hướng xuất khẩu. Cũng theo ngành nông nghiệp Đạ Hoai, trong xây dựng nông thôn mới, việc đẩy mạnh hình thành các hợp tác xã nông nghiệp là tiêu chí khá quan trọng. Tuy nhiên, việc hình thành này phải gắn với đầu ra của sản phẩm. Nếu không làm tốt vấn đề này, thì rõ ràng hoạt động của các hợp tác xã sẽ khó hiệu quả. Và sản phẩm nông nghiệp nói chung, sầu riêng Đạ Hoai nói riêng sẽ gặp phải khó khăn trong tiêu thụ.
Huyện Đạ Oai là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh với khoảng 2.500 hectare, là vùng có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, nhất là cây ăn trái. Một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng 28 tháng 5, Học viện Lục quân khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2019. Trong thời gian 8 tháng, 148 học viên là cán bộ, sĩ quan, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân sẽ được trang bị các nội dung về lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề về lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong xây dựng đảng, chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quản lý kinh tế theo quan điểm, đường lối, Đại hội 12 của đảng và những vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và quốc phòng an ninh. Đây là khóa học thứ hai về đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị trong kế hoạch 3 năm từ năm 2018 đến 2020 mà Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện. Thông qua đó nhằm nâng cao trình độ nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân. Chiều 28 tháng 5, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh năm 2019 cho cán bộ hội viên của 12 huyện, thành phố. Trong thời gian 3 ngày, 175 hội viên cựu chiến binh sẽ được truyền đạt các nội dung, đó là quán triệt nghị quyết Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh năm 2019, công tác nắm dư luận, giáo dục, tuyên truyền và thi đua khen thưởng, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật trong Hội Cựu Chiến binh, giới thiệu một số nội dung luật an ninh mạng, giải đáp một số thắc mắc về công tác hội, phổ biến chương trình vay vốn mới ban hành. Từ lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận, trình độ kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở. Qua đó giúp cán bộ cựu chiến binh cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng tổ chức Hội Cựu Chiến binh tỉnh ngày càng vững mạnh. Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2019. Sáng 28 tháng 5, Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thi Công đoàn giỏi năm 2019. Tham dự có 8 đội đến từ 82 công đoàn trực thuộc. Các đội sẽ tham dự 4 phần thi gồm chào hỏi, giới thiệu về đội thi, thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Hội thi là dịp để các đoàn viên, công đoàn viên chức tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là chế độ chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. Qua đó động viên đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động sống làm việc theo pháp luật trong từng cơ quan đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm công đoàn khối 4, giải nhì cho cụm công đoàn khối 2. Đồng giải 3 được trao cho cụm công đoàn khối 1 và 6. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải phụ khác cho các cụm công đoàn tham gia hội thi. Hướng đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, sáng nay 28 tháng 5, Học viện Lục quân đã tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi đang học tập tại nhóm trẻ 7/7 của khu kinh tế quốc phòng đóng chân tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Với 70 phần quà gồm tiền mặt, bánh kẹo và sữa đã được lãnh đạo Học viện Lục quân trao cho các em thiếu nhi. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, chia sẻ của Học viện Lục quân dành cho con em công nhân viên chức của khu kinh tế quốc phòng, với mong muốn động viên và mang lại niềm vui cho trẻ em vượt khó học giỏi, giúp các em có được cái Tết thiếu nhi thật ấm cúng và tràn ngập niềm vui. Được biết, nhóm trẻ 7/7 có 2 lớp gồm khối nhà trẻ và khối lớp mầm với 70 cháu là con em của cán bộ công nhân viên khu kinh tế quốc phòng thuộc Học viện Lục quân và một số ít con em của người dân trong khu vực theo học. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: tỉnh Khánh Hòa tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học, từ đó hạn chế tác nhân gây dịch bệnh trên đàn heo. Phú Yên nỗ lực giải tỏa nuôi thủy sản trái phép trên đầm Ô Loan. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 5 tháng đầu năm tiếp tục lập kỷ lục mới, đã đạt tới 16,74 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt ghi nhận mức vốn đầu tư đến từ một số nước như Trung Quốc tăng mạnh.
5 tháng đầu năm, vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 2 tỷ đô la Mỹ ở tất cả các hợp phần. Riêng phần đăng ký cấp mới là 1,56 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 450% so với cùng kỳ năm 2018. Các dự án lớn của nước này tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất như cơ khí, xăm lốp, dệt nhuộm. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã và đang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy vậy, thu hút FDI cần có sự kiểm soát và sàng lọc kỹ càng nhằm tránh những dự án kém hiệu quả gây tác động xấu tới nền kinh tế. Dịch tả heo châu Phi hiện có tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát. Dịch bệnh này chưa có vaccine điều trị. Do đó, giải pháp duy nhất để hạn chế lây lan virus là chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đối với các trang trại lớn, doanh nghiệp cần quan tâm, tránh chủ quan phòng dịch. Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 100.000 con heo được nuôi tại các trại với quy mô nhỏ lẻ, ít được đầu tư về cơ sở vật chất. Các trại này thường nằm xen lẫn trong khu dân cư, nuôi chung với nhiều vật nuôi khác, không có sự ngăn cách với khu vực sinh hoạt của con người. Điều này khiến khả năng lây nhiễm chéo các mầm bệnh từ con người vật nuôi lên đàn heo là rất cao. Người dân mà mình làm sao mà có đủ điều kiện để mà đầu tư như kiểu trang trại kia được. Kinh tế thì mình phải vay đó, năm vừa rồi đợt ngập vẫn là chết hết. Thực tế, hầu hết trường hợp xuất hiện dịch tả heo châu Phi đều ở nông hộ. Vì vậy, công tác phòng chống dịch tại các hộ chăn nuôi cần được đặt lên hàng đầu vào lúc này. Chuồng trại phải đảm bảo cách ly, không để các cái mầm bệnh cũng như là các côn trùng, các động vật hoang dã xâm nhiễm, không nuôi chung những động vật khác, ví dụ như chó, mèo, gà cùng với chủng lợn. Đối với con giống, phải được kiểm dịch, xác định rõ nguồn gốc và được tiêm phòng vaccine trước khi đưa chuồng, cách ly trước khi đưa vào chuồng. Trong quá trình chăn nuôi thì phải sử dụng các loại vaccine để phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng của con gia súc. Với 50% tổng đàn heo được nuôi trong doanh nghiệp và từ 70 đến 80% lượng thịt heo cung ứng ra thị trường xuất phát từ các trang trại lớn trong tỉnh, nên việc đảm bảo công tác phòng dịch rất quan trọng. Bởi chỉ cần mầm bệnh xâm nhiễm, lượng heo tiêu hủy lên đến hàng ngàn con mỗi trại, chưa kể các khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng. Đối với trại hở, chúng tôi đã cho làm mùng để ngăn côn trùng. Đối với trại lạnh thì chúng tôi đã đang làm hệ thống phun sương, phun sát trùng trong trại và ngoài trại để hạn chế cái mầm bệnh lây lan. Về cái vận chuyển thì là chúng tôi tuyệt đối là không cho xe của khách hàng là tới các trang trại chăn nuôi heo của chúng tôi để mua heo. Chúng tôi có một cái điểm để làm trung tâm bán heo. Tất cả xe khách hàng đều vào trung tâm này và đã được sát trùng kỹ 100% trước khi vào trung tâm mua heo. Ghi nhận tại nhiều địa phương, 40% trường hợp xuất hiện dịch tả heo châu Phi là do thức ăn cho vật nuôi không đảm bảo. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ hộ gia đình tại Khánh Hòa vẫn lấy thức ăn thừa từ các nhà hàng, khách sạn sử dụng cho đàn heo. Do đó, ngành chăn nuôi khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi nếu sử dụng. Sau nhiều lần trì hoãn, việc giải tỏa những hồ nuôi tôm trái phép tại danh thắng quốc gia Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã được thực hiện. Điều này thể hiện sự cương quyết của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ nguyên trạng danh thắng trước sự xâm hại ngày càng nghiêm trọng của người dân. Trước mắt, chính quyền địa phương các xã ven Đầm Ô Loan sẽ tập trung thu hồi và tiêu hủy các dụng cụ khai thác thủy sản tận diệt trong khu vực đầm. Chính sách được người dân đồng tình ủng hộ do tình trạng nuôi thủy sản trái phép đã diễn ra từ lâu. Giải tỏa các cái lờ bóng Thái Lan và các cái cọc tre thì người dân của chúng tôi coi như rất mừng và có khả năng trong tương lai để rồi khôi phục lại cái ngành hải sản ở Đầm Ô Loan. Trước đó, Đầm Ô Loan đã bị lấn chiếm đến 1/4 diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản trái phép. Những hoạt động này đã làm xấu cảnh quan, môi trường bị ô nhiễm. Trước khi ra quân, huyện Tuy An đã tuyên truyền vận động người dân tự di rời, tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ không chịu thực hiện nên chính quyền buộc phải cưỡng chế. Tâm làm cho bằng được cái việc này để trả lại cái Đầm Ô Loan như ngày xưa và tạo ra cái môi trường thông thoáng cho cái cảnh quan du lịch, cho dân sinh, cho phát triển một cách đồng. Khu vực danh thắng Đầm Ô Loan hiện có gần 670 hộ sống ở 5 xã, thường dùng các hình thức khai thác bằng các dụng cụ gây hại tới nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra có hơn 230 hộ lấn chiếm đất xây dựng, nhà ở và công trình khác với tổng diện tích hơn 17.000 m2. Từ nay tới hết tháng 6 năm 2019,
Dự kiến chính quyền tất cả 5 xã ven đầm sẽ giải tỏa xong tình trạng sử dụng dụng cụ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trái phép mang tính hủy diệt trên đầm Ô Loan. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, Hội Phụ Nữ huyện Bảo Lâm khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Bắt đầu từ việc tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các hộ nuôi chim trên địa bàn huyện. Năm 2015, gia đình chị Đinh Thị Huệ, ngụ tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, đã mạnh dạn đưa chim cút về nuôi thử nghiệm tại vùng đất này. Vượt qua những e ngại ban đầu, bằng quyết tâm và sự kiên trì, gia đình chị Huệ đã chứng minh nghề nuôi chim cút vẫn có thể phát triển trên vùng đất xưa nay được ưu tiên để phát triển cà phê. Nuôi nó thì ví dụ trứng trên 30 thì cũng có công, mới không thì nó còn nỗ thì mình cũng có cái phần ấy, mình bán cho người ta thì mình cũng có tiền, gọi như mình làm mướn cho nhà mình thôi. Mình không phải đi làm mướn cho người khác, vậy phải giờ giấc, mình làm mướn nhà mình thì thích nào giờ nào mình làm. Thì là có cái phần của mình đấy, coi như là tiền công của mình làm mướn vậy thôi, chứ cũng thấy nuôi như vậy thì mình không phải làm cho ai, thì mình làm tự nhà mình thì mình thích là mình nuôi thôi. Mình chăm sóc nó con cút nó không bị bệnh ấy thì hiệu quả kinh tế nó cao hơn, còn nếu mình để nó bị bệnh ấy thì nó chết hoặc nó mất quân của mình đi ấy thì kinh tế nó không còn cao nữa. Lúc nó mới bắt về mình thuốc thang là cùng các thứ như làm sao cho nó khỏi bị bệnh. Cái thứ hai nếu mà không phòng tốt mà nó ra bệnh trứng trắng thì là mình nỗ. Với số vốn đầu tư ban đầu 200 triệu đồng trên 10.000 con. Về cả cơ sở vật chất, chuồng trại và giống chim. Đến nay trang trại của chị Huệ đã phát triển trên 30.000 chim cút. Từ khi sinh ra đến lúc đẻ trứng chỉ tầm 50 ngày. Và thời gian cho trứng chỉ khoảng 7 đến 8 tháng là thay đàn mới. Sau mỗi lần thay đàn, chị Huệ thu lãi được khoảng 30 đến 40 triệu đồng từ thịt chim. Ngoài ra, các phế phẩm chăn nuôi chim cút cũng giúp gia đình chị có thu nhập ổn định. Với số lượng phân khoảng 15 tấn một tháng, được các hộ nông dân thu mua mang về cho gia đình chị hơn 20 triệu đồng một tháng. Có buổi hội thảo rồi này kia là cũng vận động bà con người tham gia để nhân rộng các cái mô hình như vậy. Hiện tại như ở xã Tân Lạc hiện nay là cũng rất là nhiều hộ chăn nuôi. Chị Huệ cũng tham gia công tác hội đầy đủ, thường xuyên và cũng rất là nhiệt tình. Chia sẻ kinh nghiệm cùng với hội viên, bà con ở chòm xóm cũng như là trong địa phương á. Còn ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, chẳng ai là không biết đến gia đình chị Trịnh A Nhịt bởi sự đảm đang tháo vát của chị. Hiện vợ chồng chị đang canh tác hơn 10 hecta cà phê xen canh cùng tiêu, sầu riêng, bơ, chuối và mắc ca. Riêng cà phê đã cho anh chị doanh thu 25 tấn, tiêu mới trồng nên chỉ cho 2 tấn, sầu riêng khoảng 10 tấn mỗi năm. Ban đầu thì vợ chồng cũng tự lập hai thai bằng hai bàn tay trắng, cho nên làm lên bằng công việc kinh doanh tập tành buôn bán thì cũng trải qua nhiều khó khăn vất vả và cũng thậm chí là trải qua những thất bại nữa. Nhưng mà cũng trong quá trình của kinh doanh gần 18 năm thì cũng thu hoạch được những thành quả như ngày hôm nay. Quan trọng là có được sự đồng hành của gia đình và nhất là của chồng con, rồi được sự đồng cảm và chia sẻ của gia đình thì mình mới có được những cái thành công như bây giờ. Hiện chị An Nhịt còn đang kinh doanh đại lý phân bón. 400 hộ dân trên địa bàn đang sử dụng phân bón do gia đình chị cung cấp, chứ không phải ra tận huyện mua phân bón như trước kia nữa. Chị cũng thu mua cà phê cho toàn bộ bà con trên địa bàn với giá cao, không có tình trạng ép giá như thương lái. Tổng trung bình mỗi năm gia đình chị Nhịt thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng từ trồng mô hình nông nghiệp tổng hợp và kinh doanh. Thời gian sớm nhất thì mình sẽ mở ra một cái lớp để cho các chị em
chưa phát triển kinh tế thì tới giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các chị làm ăn kinh tế phát triển, để các chị nhờ đó mà các chị có thêm cái vốn kiến thức cũng như được học hỏi kinh nghiệm để nâng cao thêm, nhằm nâng cao thêm cải thiện cuộc sống gia đình của mình đó. Bên cạnh những cá nhân điển hình tiên tiến, các cấp hội phụ nữ của huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã vận động hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp chị em nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm nghèo bền vững. Nhờ kinh tế gia đình ổn định và phát triển, đó là nền tảng để các chị em chuyên tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cái học hành và phát triển toàn diện. Những việc làm đó đã góp phần không nhỏ khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.